Oh my god. Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Và đã lâu lắm rồi, Tim mới làm cái video ngồi xuống nói chuyện với mọi người đây. Và hôm nay có một khách mời rất là đặc biệt, mọi người đã request Tim quá là nhiều trên Instagram của Tim. Thì hôm nay xin giới thiệu với mọi người. Hello. Xin chào mọi người. Chào mọi người, thì mình là Kyle. Thì theo như mọi người đã biết thì mình là bạn thân của Tim. Bạn thân hả? Really nigga. Thân. Bạn thân của Tim. Bạn thân hả? Ok, thì tụi mình xưa giờ hay giỡn với nhau là bạn thân với nhau vậy mọi người. Nhưng mà bây giờ thì rất là nhiều mọi người đã hỏi Q&A tụi mình ở trên Instagram với Tim mặc cái áo của No Control. Đây là một cái brand mới mà tụi mình sắp cho ra mắt. Chắc cái video này lên thì là sẽ ra mắt rồi, hoặc là ra mắt trong một vài ngày sắp đến. Cho nên rồi, là nếu mà các bạn chưa follow No Control thì hãy lên link sẽ Instagram ở đây cho mọi người follow nha. Và nhớ follow tụi mình Tim Lê cũng như là Kayla197. Ok, bây giờ thì Tim sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Có một bạn hỏi là trong khi mà làm việc No Control mình có bắt đầu quan điểm không? Để Kayla nói cho mọi người biết thì theo Kayla thấy thì thường thì Kayla có một cái cách làm việc riêng và Tim cũng có một cách làm việc riêng. Thì mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nữa, nên khi mà hai người collab làm việc á thì đôi khi nó sẽ có những cái điểm bất đồng, nhưng cái vấn đề quan trọng là cách mình giải quyết cái vấn đề đó, đúng không? Thì Tim với Kayla được cái là hai người đều có thể nghĩ cho nhau. Thì khi mà Tim có một cái điểm bất đồng nào đó thì Kayla lúc nào cũng sẽ bỏ lắng nghe và bỏ bản thân của Kayla vô What phía của Tim để coi Tim có Help me. Như thế nào đúng không? Thì Tiên cũng làm ngược lại với Kyle. Thì đó là một cái cách mà tụi mình giải quyết khi mà làm việc ở No Control đấy. Yeah. Ok, tiếp theo. Anh chị sinh năm bao nhiêu? Kyle với Tiên sinh năm 97. Là năm nay 23 tuổi rồi mọi người. Cũng là già rồi. Tới tuổi rồi. Anh chị quen nhau như thế nào? Cái này nhiều người chưa biết. À, thôi thì Kyle sẽ để Tiên. Tiên nói hả? Thật ra thì Tiên và Kyle đã là bạn từ 8 năm. Yeah, đúng rồi. Sau đó thì tụi mình có quen nhau. Tụi mình có quen nhau tầm được Quay lại là 1 năm rưỡi thì anh chị mới đi qua Mỹ chung. Thì lúc đó là đi qua Chicago chung. Thì nếu mà bạn nào có coi cái video của Tiên nói là người yêu cũ của Tiên năm ngoái á, thì mọi người sẽ biết cái người mà Tiên nói đến á là Kyle. Tại vì Tiên hồi xưa thì Tiên nghĩ là anh ở bên Mỹ luôn, Tiên không nghĩ là anh về Việt Nam. Nhưng mà xong rồi sau này thì mọi chuyện nó lại thay đổi. Kyle lại về, cho nên là bây giờ tụi mình lại với nhau. Ý là nó đã là một cái thời gian quá là dài, tụi mình đã quá hiểu nhau rồi. Nó cũng qua cái thời điểm mà kiểu tìm hiểu lẫn nhau quá. Tại vì quá hiểu nhau rồi. Chia sẻ 3 tập 6 không mọi người? Chết. Nói rồi nhiều hết. Nhiều quá. Không có đâu, mày khó đâu. Thôi mi sẽ để người phụ nữ của mi nói trước. Rồi. Mi hả? Vô thì tập 6 đầu tiên. Dạ hối trời luôn. Là cái hơi bị tâm hồn tư. No nghĩa là God. Từ xưa tới giờ vậy rồi mọi người. Có nghĩa là người con gái nào mà sau này mới quen thì sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà Tiên là người rất là hiểu thay đổi rồi. Cho nên là kiểu Tiên cũng kiểu Nói chung là quá quen với cái điều đó rồi, nên là ok. Cái thứ hai là một người rất là cứng đầu. Nổ. Luôn luôn giữ vững cái ý định của mình. Mình đã muốn làm như thế nào rồi thì không ai có thể cản được, trừ khi mà quá nhiều người nói. Thì lúc đó sẽ suy nghĩ lại. Còn ví dụ như là số ít thì sẽ không lắng nghe. Rất là cứng đầu. Cái đó gọi là giữ vững lập trường. Không, cái đó gọi là cứng đầu. Ok, tiếp. Cái cuối nè. Chưa, mày đâu có nhiều tập không. Xấu đâu. Không biết nữa. Không. À, cái cuối là tập 6 là luôn luôn nghĩ mọi thứ rất là
mà kiểu nó phải khó như hơn bình thường á. Mình có nghĩa là mọi thứ nó đơn giản lắm, nhưng mà Kyle phải nghĩ nó như một cái next level vậy đó. Nhưng nó một cái gì đó là kiểu bất lực không thể giải quyết được, mà không có tiền là sẽ dạy hoài luôn. Mà nếu mà có tiền vô thì là kiểu bắt đầu suy nghĩ lại coi là cái này nó không có đáng để mình quá là suy nghĩ nhiều vậy. Đó, đúng không? Maybe. No, đúng rồi. Cũng hơi hơi thôi mấy bạn. Theo những gì Tiên nói thì cái đó là một phía cạnh của một người. Và Kyle, nói chung là Kyle có phía cạnh riêng của Kyle thì ok. Và ba tính xấu của Tiên, nói thẳng ra thì cũng khó nghĩ tới tính xấu của Tiên. Tại vì Kyle nói thiệt thì Tiên cũng khá là ít tính xấu. Cái điều đầu tiên mà Kyle nghĩ tới có thể là Tiên thì làm cái gì cũng hơi hấp tấp. Đúng luôn. Trong cuộc sống lẫn công việc thì Tiên khá là hấp tấp. Cho mọi tình huống thì đôi khi Kyle nghĩ đó là cái điều không tốt. Sống là phải sống chậm lại và tận hưởng. Và không biết nữa, kiểu giống như cái gì cũng không có cần phải nhanh. Tại vì khi mà mình làm một cái việc gì đó mà gấp á, thì cái chất lượng công việc của mình với thời gian mình bỏ ra nó sẽ không có được thì nó không có được như mong muốn. Nó không có được như mong muốn à. Đúng. Và điều xấu tiếp theo về Tiên hả? Tiên rất là dữ nha mọi người. Kêu nhìn lộn, Tiên nhìn vậy thôi nhưng Tiên lúc nào cũng ăn hiếp Kêu. Không có luôn. Hồi xưa mới dữ nhưng mà bây giờ mới hiền. Hồi xưa Tiên dữ nha mọi bây người. Bây giờ mới hiền ông, Du phải công nhận bây giờ mới hiền không? Mới hiền mà, nói chung là thì Tiên. Nhưng mà hồi xưa Tiên rất là dữ, hồi xưa Tiên dữ lắm. Đúng rồi, thì nên Kêu mới nói là Tiên bây giờ ít tật xấu rồi. Đúng rồi. Thiệt sự thì Kêu chỉ nghĩ được hai cái thôi, tại vì thiệt sự thì Tiên rất là Tiên có nhiều tính tốt lắm. Tiên rất là quan tâm nè, lúc nào cũng nghĩ cho mọi người, nhất là Kêu. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono natsu. Khi nào anh cưới em? No. Điều gì làm My thích? My yêu Du và Du yêu My? Lady first. Du hả? Kyle là một người rất là thật thà. Nói một câu đó, Kyle là một người rất là thật thà, là một người rất là hiền. Người đàn ông không bao giờ đụng tay chân hay nọ cho phụ nữ. Kyle là một người rất là hiền. Mọi người nhìn vậy thôi nhưng mà Kyle là một người hèn lắm mọi người, rất hèn. Tại sao bị tên hiếp? Đúng rồi. Thiệt sự á, Kyle thấy nhiều người lúc mà mới gặp Kyle thì có nói là kiểu Kyle nhìn lạnh lùng quá, Kyle nhìn dữ quá. Nhưng mà thật sự thì Kyle như không, Kyle như Kyle như gấu bông thì đúng hiền luôn. Có bông của em á. Nói chung là Kyle rất là hiền. Đó là cái tính mà Tiên rất là thích ở người đàn ông. Tại vì Tiên đã từng quen những người thật sự là rất là không dạy, nói hẳn là rất là không dạy luôn. Cho nên là kiểu khi mà gặp Kyle thì đúng là Kyle quen từ xưa nhờ ta, đây là tình đầu của Tiên mọi người. Nếu mọi người chưa biết, đây là first love. Đây là đó, cho nên là kiểu hiền, cũng quan tâm, nhưng mà nó hơi vô tâm chút xíu, nhưng mà cũng nói chung là cũng quan tâm đó. Mà thương ai thì rất là kiểu caring với người đó, là một lòng một dạ nếu mà thật sự thương. Rồi câu hỏi là gì của nó? Lý do tại sao mà yêu nhau? Lý do yêu cái gì ở người đó? Sao nhiều quá hả? Nhiều quá mọi người, thiệt sự á. Thôi thì nhiều quá nên Kyle tóm lại cái chính thôi. Thì sao nhỉ? Kyle nghĩ là Kyle yêu à? Yêu không thì ai biết. Cái câu hỏi là gì mọi người? Thì á, từ lúc mà chưa quen xong rồi quen cho tới bây giờ á, cái điều á mà làm cho Kyle vẫn giống như là bị dính vô Tiên á. Bị dính á mọi người. Thì Kyle cũng nghĩ là Tiên là một người rất là hiểu Kyle. Wow. Tính tình Kyle cũng hơi không phải là dễ hiểu. Không, rất khó. Một con người. Nhưng mà thiệt sự thì Tiên rất là hiểu Kyle. Và không biết nữa, khi mà mình tìm được một cái người á mà thật sự hiểu mình và quan tâm và yêu mến mình á, thì bản thân Kyle sẽ
không bao giờ muốn người đó rời xa hết. Anh chị nghĩ như thế nào nếu bạn đó cứ mập mờ không rõ mối quan hệ đối với mình à? Mập mờ hả? Nhiều lắm mọi người. Hay dạy lắm, hay dạy với nhiều người á. Mọi người mà xưa thôi, giờ khác rồi. Thì Kyle nghĩ là nếu mà một người thật sự theo khía cạnh của đàn ông, theo khía cạnh của Kyle nha, thì khi mà một người bạn thích đi khá là mập mờ với bạn, Kyle nên khuyên bạn là hãy nói chuyện thẳng với người đó và hãy bỏ bản thân mình vô khía cạnh của người đó. Tại vì đôi khi có nhiều người thật sự sẽ mập mờ vì bản thân họ thích mập mờ vậy. Nhưng mà cũng có nhiều người mập mờ là tại vì họ nghĩ họ chưa đủ can đảm để vô một cái mối quan hệ mới. Maybe là lúc trước họ có những cái bad experience. Cái gì là gì hả? những cái trải nghiệm xấu về tình yêu, nên bây giờ họ không muốn giống như là vô lại một cái relationship mới. Thì bản thân bạn nên hãy hỏi những câu hỏi đó, và đặt trường hợp nếu bạn bị như vậy thì bạn có muốn nhảy vô một cái relationship mới không? Nói chung là cũng tùy người ấy mọi người. Nhiều người thì như vậy, nhưng mà nhiều người thì kiểu họ chỉ muốn mập mờ cho vui vậy thôi, chứ người ta cũng serious gì hết. Cho nên là nếu mà mọi người cũng muốn mập mờ thì hãy tiếp tục mối quan hệ đó, còn nếu mọi người thấy nó toxic thì tôi nghĩ là không nên. Đúng rồi. Đó. Kể về lần đầu gặp nhau đi. Lần đầu nhớ không? Lần đầu gặp. Người gặp Kyle là tiên học lớp 10. Lớp 10 đúng không? Ừ. Không có ấn tượng gì cả. Chỉ là một người rất là bình thường học chung lớp mọi người. Chỉ là lần đầu tiên nói chuyện với Kyle là không nói tiếng Anh. Tai nghe. Ừ. Lúc đó Kyle còn nhớ là mình học lớp IT, tin học. Tiên lúc đó quên mang tai nghe và Tiên mượn tai nghe của Kyle. Thì lúc đó cũng bình thường thôi, chứ không phải là hai đứa không có ấn tượng gì về đúng nhau hết đó. Tại sao được trai luôn á. Cái đầu đó. Dù cũng đẹp gái lắm á. À, thì hồi xưa thì tụi mình rất là đẹp. Nếu mấy bạn có coi hình đó thì Tiên sẽ link gốc luôn. Muốn hả? Thì lúc đó cũng không có ấn tượng nhiều gì về nhau hết. Nhưng mà sau khi chơi với nhau rồi thì cỡ tầm lớp 11. Lớp 11 là cái lúc mà mình bắt đầu mình để nhau á, là cái lúc đó là đi một trip. Ừ đúng rồi. Lúc đó là hình như tụi mình đi dã ngoại ở đâu xa ở đó. Ở Đà Nẵng, Huế. Đúng rồi. Ở của trường thì cái lúc đó thì mới kiểu như là tiếp xúc gần với nhau hơn á. Lúc đó Kyle cũng hơi thay đổi phần ngoại hình rồi. Nhìn đó. Nhưng Kyle mà xấu thì Tiên không quen đâu. Không có đâu. Nói chung là vậy đó mọi người. Đó là lần đầu tiên mình gặp nhau là đi học chung. Là tụi mình đã học chung từ lớp 10 đến giờ rồi. Là bao nhiêu năm lớp 10? Nè, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 8 năm. Ừ. 8, 9 năm rồi. Nói chung là đã biết nhau là cũng gần 10 năm, gần 10 năm rồi. Và đã quen nhau mà được ật là hồi xưa mà có cảm tình với nhau là cũng là 7 năm trước rồi. Yeah. Và tụi mình cứ nói chung là chưa có bao giờ mà cứ mà không phải là mập mờ, nhưng mà đã có official xong rồi lại chia tay. Nhưng mà Tiên thì Tiên lại không nghĩ là theo về Việt Nam, cho nên là Tiên lúc đó là lúc mà khi mà Tiên về thì Tiên không có tâm trí gì nghĩ về theo nữa, tại vì theo nói là theo muốn ở bên Mỹ luôn. Tại sao theo về không ở được? Không ở được kiểu gì quá vậy? Ý là tại vì nó khó. Thì ý là cho nên là khi mà mọi người nhìn vô á thì mọi người nhìn tụi mình giống như là bạn thân thật sự, là tại vì tụi mình đã trải qua rất là nhiều rồi, cho nên là kiểu như là nó more than là bạn á. Mọi người nói chung là chắc chắn là nó sẽ more than là bạn, nhưng mà ý là khi mà nhìn hai đứa thì là những vừa là người yêu nhưng mà vừa là những người bạn rất là thân với nhau giống như vậy, tại vì tụi mình hiểu nhau quá rồi đó. Ok, có một câu nữa là tại sao em thấy là anh Kyle không bao giờ up gì nhiều về chị trên story post mày? Câu này cũng hay nè. Để cậu nghĩ coi. Ok, hồi lúc thì khác, nhưng mà bây giờ khi mà mình đã lớn rồi á, thì khi mà Kyle quen ai cũng vậy, giống như là khi mà Kyle có bạn gái cũ hay gì cũng vậy nữa, thì Kyle cũng rất là ít up người yêu lên mạng xã hội. Vì thực sự mà nói thì mạng xã hội nó có một cái khía cạnh riêng của nó, đúng không? Không phải là cuộc đời của Kyle không phải lúc nào cũng sẽ bỏ lên mạng hết. Có những thứ mà Kyle muốn giữ riêng cho bản thân mình. Và chuyện tình yêu của Kyle là một trong những thứ đó. Tại vì
Kèo muốn là khi mà đã trong một cái mối quan hệ là Kèo chỉ muốn thì có mình Kèo với người đó thôi. Kèo không muốn mọi người xung quanh biết là Kèo với bạn này dạo này ra sao, rồi cứ lúc nào cũng phải nghe ngóng rồi. Giống như là kiếm chuyện để coi á. Thì bản thân Kèo là Kèo không thích như thế. Những gì Kèo bỏ lên mạng xã hội được thì Kèo sẽ bỏ, nhưng mà hầu như tất cả mọi thứ Kèo sẽ giữ riêng cho bản thân mình thôi. Ok, cảm ơn mọi người, đây là câu hỏi cuối cùng rồi. Từ nay trở đi thì sẽ có một nhân vật mới sẽ xuất hiện rất là nhiều ở trên channel của Tiên. Và Tiên mong là mọi người sẽ thích những cái content sắp tới mà Tiên sắp cho ra mắt cho mọi người, cũng như ủng hộ brand của Tiên và Kyle, No Control nha mọi người. Đây là một cái brand streetwear mà Tiên nghĩ là Tiên và Kyle đã bỏ rất nhiều tâm huyết, rất nhiều tâm huyết, nước mắt, nói chung là mồ hôi rất nhiều luôn để cho đứa con tinh thần này được ra đời. Và Tiên cũng cảm ơn Kyle rất là nhiều đã hôm nay đã đến với channel. Yeah. Và hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nha. Nhớ follow tụi mình nha. Kyle, Tâm, Tiên. Bye bye mọi người. Bye bye.